Em An xin gửi lời chào đến tất cả chị Hoàng thân yêu. Một buổi chiều mưa tại Dĩ An, hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2021, em An lên sóng giới thiệu đến anh chị một mẫu xe với tài chính của anh chị dưới 300 triệu là anh chị đã sở hữu mẫu xe rồi. Một mẫu xe 5+2. Ngay sau lưng em An là một chiếc đó xe Kia Carens 2010, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá, màu vàng cát 2010. Ô tô hiện tại đang 55.000 km và giá bán siêu thị ô tô Bình Dương đang liềm yết với mức giá là 289 triệu. Và lúc 20 giờ tối nay em An sẽ live trực tiếp báo giá tất cả các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Rất mong là anh chị 20 giờ hôm nay hãy vào tương tác trò chuyện với em An anh chị nhá. Chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em Hoàng An. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Đấy, một chiếc Kia Carens. Số sàn bản có cửa sổ trời, bản đủ anh chị nhá. Có cửa sổ trời. Đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký là tháng 10. Tháng 10 2010. À, xe này thì bóng đèn hiện tại đang bị cháy bóng nha anh nhá. Anh chị nhá, em sẽ cho tay luôn. Cụm đèn pha dạng thấu kính anh chị nhá. Cụm đèn pha halogen dạng thấu kính. Đó. Dưới là đèn gầm sương mù. Dưới đèn gầm sương mù. À, một mẫu 5+2 2.0 máy xăng. À, đây. Máy đây. Cực kìa đẹp nha anh chị nhá. Êm máy. À, 2.0 máy xăng. 289 triệu cho chiếc Kia Carens 2010. Số sàn bản có cửa sổ trời. À, những chi tiết ốc phuộc cũng còn nguyên bản luôn. À, xe rất là đẹp. Có thể nói là cực kìa đẹp. À, bao lỗi cho anh chị nhá. 289 triệu và giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị. Anh chị cứ lên xem xe, ưng xe mà sẽ bớt cho anh chị. Và máy thì em An luôn là bao zin cho anh chị, từng con ốc ha. Thế phần thân xe đi anh chị. Phần thân xe thì anh chị có thể thấy sử dụng bộ mâm đúc la răng rất to bản luôn đúng không ạ? Bộ đây, bánh rất là lớn nên là cho anh chị cái cảm giác cách âm khá ổn. Đó. Thắng đi ABS anh chị nhé, thắng đi ABS 2010. Về cơ bản thì chiếc xe còn khá là cứng. Em bao tuyệt đối cho anh chị là mối mọt mục mọt anh chị nhé. Mối mọt mục mọt, vỏ khá là dày đây. Vỏ rất là dày. Đấy. Ok. Mâm 17. Đó. 4 thắng đĩa ABS. Đó. Phần thân xe thì anh chị có thể thấy các tay cửa đều mạ chrome sẵn và ở phần hai cánh cửa này đều có đường mạ chrome sáng bóng luôn. Đó. Vỏ sau. Đó. Cũng còn anh chị vẫn chạy thoải mái luôn. 4 thắng đĩa ABS anh chị nhé. Xe đã được dán phim cách nhiệt vào vè mưa, tất cả là đã vào đầy đủ cho chị rồi. Trên này là phần gác mui. À, gang mui trên thì luôn luôn tạo cho cái sự khỏe khoắn và cứng cáp cho chiếc xe. Đến phần nội thất này thì anh chị có thể thấy thì một tông màu đen anh chị nhá. Và chiếc xe này thì nguyên bản vẫn đang là ghế lỉ, bộ ghế lỉ zin theo xe còn cực kỳ đẹp. À, các táp bi đây, biển thành phố nha anh chị nhá. Nên là anh chị nào mình có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh thì mình ra tên thì mình đỡ được cái tiền biển số cho anh chị. À, tất cả những cái chi tiết cửa này là cũng còn zin ôn luôn. À, ghế lỉ zin đấy chị nhá. Máy lạnh khá là sâu đây, máy lạnh em An đang bật đây. Đó, ghế lỉ nhá. Bản này sẽ là cửa sổ trời, bản đủ có cửa sổ trời anh chị. Ok, và tất cả những cái chi tiết cửa này là chuẩn cho anh chị nhá. À, đây cho anh chị coi những cửa luôn. Đó. Hôm nay Di An mưa quá là lớn luôn đấy anh chị, rất lớn luôn, bây giờ mới tạnh nhá. À, nguyên bản hết chị ạ. 2010. Số sàn 2.0 máy xăng. 289 triệu đó, nguyên bản hết chị nhá. Và đây anh chị có thể thấy đây. Cái này thì chủ xe vào cái rèm che nắng cho chị nhá. Vào rèm che nắng cho chị này. Đấy, vào rèm che nắng. Cửa ra em An đang mở ra cũng không có bị chạy xô chạy lại đúng không ạ? Đúng không? Rất là ok.
Đó. Hốc gió điều hòa ghế sau cho anh chị. Trần Lý nhìn vào có hai cái đèn trần nhé. À. Phần đuôi sau thì cụm đèn hậu to bản và cụm đèn hậu to bản và bóng những cái bóng halogen truyền thống thôi. Sau này được trang bị 4 mắt cảm biến re cho anh chị. Xe này có thể là chủ xe độ dẫn độ cho anh chị thôi. 4 mắt cảm biến re. À. Gạt mưa, đèn báo thắng bên trên. Karen bên em ăn ngày hôm nay cũng vừa chốt được một chiếc Kia Karen 2011 về Tây Ninh. À, cũng chưa có kịp lên sóng đâu. Chiếc màu bạc biển 72 em ăn chốt về Tây Ninh rồi. Đó. Ok anh chị nhá. Đấy, thì cái hàng ghế sau này thì anh chị không dùng đến thì mình gặp vào. Không rộng rãi đâu. Lát em mở này ta cho nó thoáng nhá. Hơi ẩm một chút. Ok. Đó. Hàng ghế sau 5+2 mà. Nên là chị có thể, em sẽ ăn sẽ tặng cho chị một cái miếng mủ ấy. Đây chị để đây cho sạch. Các hộp chứa đồ cũng đầy đủ hết rồi. Đó, các đinh bấm hai bên zin nguyên bản hết. Đó. Tài chính anh chị nào mình có tầm tiền này. Tại vì bên em thì cũng luôn mong muốn mang về cho anh chị những chiếc xe mà với tài chính dưới 300 triệu mà còn chất lượng. Vì vậy mà nhiều lần mà em ăn chưa có những mẫu xe đó, nhiều anh chị hỏi em ăn thì nên là bên em cũng cố gắng mang về cho anh chị những xe tuy đời có thấp một chút nhưng chiếc xe chất lượng còn cao. Hơn 200 là anh chị sở hữu rồi. À, và xe thì em ăn có bảo hành động cơ hộp số cho anh chị 5.000 km. À, tất cả tay cửa mạng chrome hết anh chị nhé. Đây. À, ghế lì zin đẹp. Này chị muốn bọc cái da thì khoảng 3-4 triệu là 4 triệu là bọc bộ cái da đẹp rồi. À, đây. Tabi cửa bên ghế người lái đây, cái gương kính chỉnh điện này, gương cụp đây, à, đầy đủ hết anh chị nhé. Các tabi đây, cũng còn rất là ok. À. Siêu đẹp đúng không ạ? À, các chân côn, chân thắng, chân ga kia cũng còn đẹp. À, vô lăng 4 chấu, à, 2 túi khí an toàn, điều hòa auto anh chị nhé, điều hòa auto. Một cái đầu CD zin đeo xe chưa có cam lùi anh chị nhé, chưa có màn hình cam lùi, rất là nguyên bản thôi. 2010 máy 2.0 máy xăng màu vàng đồng đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ok đúng không ạ? Rồi anh chị ơi, em An vừa gửi đến chị một mẫu xe 5+2, một mẫu MBV Kia Karen 2010 số sàn máy xăng có cửa sổ trời đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 289 triệu qua thương lượng. Và chị nhớ xem video qua kênh YouTube của em An thì chỉ cần gõ cụm từ An ô tô cũ là ra kênh YouTube của em An, anh chị An ô tô cũ Bình Dương hoặc An ô tô cũ để tránh nhầm lẫn với bất cứ cửa hàng nào. Đó là sẽ ra kênh của siêu thị ô tô Bình Dương. Một lần nữa thì em An cảm ơn chị và xin gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.